Sivonia, hôm nay thì chúng ta sẽ có cái team ngắn nhỏ các bạn tập làm quen với cái tập làm quen với cái những bài giảng của các giáo sư kinh tế học, xã hội học. Thì các giáo sư ở đây là các những ngành xã hội. Hôm nay sẽ có hai cái bài giảng ngắn. Bài giảng thứ nhất ấy là giáo sư Alexis từ Brazil. Giáo sư sẽ giảng bằng tiếng Anh. Tất nhiên các bạn nghe được tiếng Anh thì là điều tốt, nếu không thì là các bạn sẽ thông qua con dịch. Giáo sư sẽ nói về kinh tế các nước BRICS. BRICS thì chắc các bạn biết rồi, đó chính là con số của tôi đấy. Sau đó thì giáo sư viện sĩ người đang mặc áo trắng quần trắng là người rất trẻ nhưng mà đã thành tích rất cao trong khoa học, là niềm mơ ước của rất nhiều người, đây là giáo sư viện sĩ khoa học viện sĩ công tân của viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng Nga chứng rất danh tiếng. Thì giáo sư Ryazantsev sẽ là cái người mà nói với các bạn thêm về cái kinh tế BRICS. What is better, speak in English or Russian? It's difficult for somebody. Good morning, dear students, and good morning, dear students. My name is Professor Sergey Ryazantsev. I'm from Moscow, from Russian Academy of Science. I'm working in demographic center, and today I'm here with my colleagues from Moscow. Senior lecturers Roman and Artyom, they're working in my center, and here also my good friend and my colleague from Brazil and from Rio de Janeiro University, Professor Alexis Dantas, and also his wife Anna. And we are glad to see here in Vietnam. I'm very like Vietnam because it's very interesting country. I like people, I like culture, and very like Vietnamese food also. And today we would like talking about economical BRICS. Maybe you know BRICS, it's a new bloc on the world, including five countries. It's Russia, and the name of this bloc consists of five first later countries. It's Brazil, Russia, India, China, and South Africa. And there are very big economy on the world. And for example, Russia, this is biggest country on square. It's on stay on first place. But we have problem with population because on last 20 years we have a decline of population, but we have a big connection between Vietnam and Soviet Union and Russia. For example, Professor Toan studied in Russia long time, and many Vietnamese people, maybe your relatives, last time study in the Russian Federation or Soviet Union, and I hope maybe you who presented here, maybe you can have possibility on future visit in Russia Federation. And if you have questions about Russia, you can ask me after lecture of my colleague, and please thinking about that. Ask me. And I would like to introduce Alexis. Yes, good morning, our students. I'm from Rio de Janeiro, from Brazil. He asked me to make a lecture for you, kind of talking about the Brazilian economy. I just want to know if you are students from economics or not. Who here is student studying economics?